Hello anh em, hôm nay mình đang ở cửa hàng vàng bạc Bảo Tín, số 130A Cốc Lếu, Lào Cai. Ok, ở đây rất là nhiều bản, rất là nhiều bạc nha các bạn, rất là đẹp. Ngồi vòng tay bạc rất là nhiều, rất là to và đẹp. Đây là gian hàng chuyên về bạc các bạn ạ. Mình đến đây để mình đánh một cái bốn cái nhẫn cho nó mới. Chỗ này thì mình trước giờ mình hay làm mới và vàng và bạc ở đây. Ở đây phía này là vàng. Rất là nhiều, đây là khu vực dây chuyền. Nhiều lắm các bạn ạ. Rất là nhiều mẫu để các bạn có thể lựa chọn nhé. Ở clip này thì mình sẽ cho các bạn xem anh ấy làm mới được một cái nhẫn vàng thì người ta sẽ phải cần làm như thế nào để cho nó mới. Đây là khu vực anh ấy, anh tên gì nhỉ? Em tên Bùi Văn Thắng ấy. Anh Thắng đây là thợ kim hoàn và anh ấy đang làm cái mới cái nhẫn hai chỉ của mình. Đây một số nhẫn của mình nó bị, các bạn thấy là nó bị bẩn và nó bị dơ, nó không được sáng bóng thì anh ấy sẽ làm mới nó. Nhẫn này là nhẫn cưới thì hôm nay mình sẽ đi làm sáng bóng cái đống nhẫn này và anh ấy sẽ là người trực tiếp làm cho mình và mình sẽ đứng đây và quay cho các bạn xem là anh ấy làm nhẫn mới nhẫn như thế nào. Công đoạn này gọi là công đoạn gì em nhỉ? Đánh bóng anh ơi. À, công đoạn này công đoạn đánh bóng đúng không? Còn tí mình làm tròn là mình làm khác nữa đúng không? Đúng rồi, chỉ làm khác. Nhẫn này nó bằng ta nó bị méo hết rồi. Đúng rồi, méo. Hai chỉ méo rồi. Nếu như mà anh em nào ở Lào Cai và muốn mua vàng thì hãy đến với vàng bạc Bảo Tín, chuyên mua về vàng và bạc. Nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều vàng và bạc các bạn ạ. Rất là nhiều luôn. Đây là nhẫn cưới này. Nhẫn này là nhẫn cưới. Mình đã đưa vợ mình đến đây và để mua cặp nhẫn để chuẩn bị cưới rồi. Nên mình biết. Đây là hoa tai. Hoa tai này tất cả đều là bằng vàng anh em nhé. Có cả đính ngọc trai, ngọc chiết các kiểu. Đính đá sáng bóng đây. Đây là mặt dây chuyền anh em nhé. Khu vực này là mặt dây chuyền. Đây để mình dí sát cho các bạn xem. Đây là dây chuyền. Dây chuyền và mặt dây chuyền hoàn toàn khác nhau. Ồ, có cả móng nè các bạn ạ. Đây móng này, mặt ngọc rồng rồi mặt nanh hổ, nanh hít các kiểu, rất là nhiều, rất là đẹp. Còn đây nhẫn bạc đính đá. Nếu như bạn nào chơi phong thủy như mình thì sẽ chơi mặt nhẫn đính đá nhé. Đây là hoa tai bạc. Tai bạc và lắc tay cho trẻ em, lắc chân, nhẫn cho trẻ con nhé. Hoa tai dây chuyền. Đây là dây chuyền bạc đính đá các kiểu, rất là nhiều kiểu. Thật sự nếu như mà nói về bạc thì ở đây mình thấy là rất nhiều kiểu luôn. Nãy mình có đi một số chỗ thì có khả năng là bạc về số lượng và kiểu dáng, kiểu mẫu thì có lẽ đây là nhiều nhất mà mình từng thấy. Em nhớ chứ, 100 địa chỉ là 130A đường Cốc Lếu, Lào Cai.
Ok. Đây. Vàng bạc bảo tín. Cái này là công đoạn gì em nhỉ? Đó làm sạch cho máy đánh bóng anh. Giờ làm sạch trước đúng không? Đây là công đoạn này, công đoạn làm sạch này. Ở đây làm rất là chất lượng nha các bạn nhé. Mình thật sự thì vàng mình mua ở đây mấy năm trời rồi. Giờ mình mới mang ra mình đánh bóng. Đánh bóng lại như mới luôn. Lại như mới tinh, mới mua luôn. Mới mua luôn. Ồ. À, nếu như mà anh em thích cái clip này và thích tiệm vàng bạc của Bảo Tín thì các anh em đến và ủng hộ tiệm vàng bạc Bảo Tín nhé. Nếu như anh em có nhẫn nào mà cũ này kia thì hãy mang đến để anh ấy có thể anh Thắng đây có thể làm sạch, làm bóng và làm mới như mới mua luôn cho anh em. Đảm bảo như mới mua không lấy tiền. Thế ok này, không mới không lấy tiền. Đó, được. Nhớ là không mới không lấy tiền đấy. Tí nữa chụp ảnh review mà cũ là không lấy tiền nha. Cũ không lấy tiền, mới mới lấy tiền. Rồi. Anh em nghe rõ nha, đây là anh Thắng đây, đấy. Đây người thợ kim hoàn sẽ là làm mới làm bóng cho các anh em. Anh em nhớ là phải mới như mới mua thì mới lấy tiền nha. Còn không thì anh em không cần trả tiền đâu. Không lấy tiền, đảm bảo luôn. Bây giờ mình bỏ vào máy đó để làm gì em? Bắt đầu rung sạch em. Rung à? Bắt đầu cho điện rung đúng không? Ồ, quy trình làm sạch à, bỏ vào đây, tháo đá ra, xong bắt đầu bỏ vào để làm sạch. Xong sau đó là bỏ vào máy rung. Nói chung là cầu kỳ. Khá là cầu kỳ đấy anh em ạ. Không đơn giản. Nếu như mà đơn giản thì tự làm rồi, có ai mà nhờ tới em nữa. Thợ kim hoàn đất đầu ăn nữa đúng không? Đúng rồi. Ồ, đánh bằng xà phòng nữa anh em nhé. Đánh cái chỗ mà có mặt đá nó bám đất vào ấy, thì phải đánh lại để cho nó mới. Đúng rồi, máy rung nó không vào hết được. Đây mới là qua thôi. Đây sạch cái to thôi. Còn vẫn phải đánh bóng. Không mới không lấy tiền. Ôi cái nhẫn của mình nó mới gần như mới rồi các bạn ạ. Nhưng mà đã chưa xong. Chưa xong mà nó mới rồi. Mình thấy bắt đầu cái nhẫn bạc của mình nó trắng sáng lắm luôn rồi. Anh có chụp cái cũ rồi không? Chưa chụp các bạn. Nhưng mà anh có mấy cái ở trên này. À cái loại cái tấm cũ anh có mấy tấm ở trên Google rồi, không sao. À, thế tí sao biết ngay. Tí so là biết ngay mà. À dùng máy này xốc lên để cho làm sạch đó. Máy này hình như đợt trước là chưa có đâu. Này mới đúng không? Đảm bảo không mới không lấy tiền. Ok đi. Ok. Cái gì mà không mới không lấy tiền là mình thích rồi. Nhớ tí làm tí cũ để khỏi lấy tiền nha. Công đoạn này là anh làm tròn cái nhẫn của mình. Tại vì nhẫn mình có khả năng bị móp do mình sử dụng lâu và mình làm việc nhiều tác động đến thì nó bị móp và anh đang làm tròn cái nhẫn của mình lại. Không mới thì không vào đấy em. Nếu như mà anh em, tại vì cái clip này mình mục đích của mình là cho anh em thấy, nếu như mà anh em tò mò là họ thợ kim hoàn họ làm gì để cho một cái chiếc nhẫn nó từ cũ thành mới, thì đây chính là clip được làm tại tiệm vàng bạc Bảo Tín, đường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Nhiều bước lắm, không một bước làm ra một cái nhẫn được. Nãy em thấy cũng nhiều bước thật.
nào là làm sạch này, đốt khò lên cho làm sạch. Còn ông nào bảo là làm một cái nhẫn một vài phút trong cái nhẫn thì chắc chắn là không phải là mới chuẩn rồi, làm mới nó phải đẹp thì nó đúng. Nhưng mà nếu như mà mình làm mới như thế này thì anh muốn hỏi là nếu như mình làm mới như thế này thì cái lượng vàng hoặc là bạc mình bị hao hụt rất là nhiều không? Có nhiều rất hay ít, không? Rất là ít đây. Rất là ít luôn đúng không? Không đáng kể. Ồ. Còn là phụ thuộc vào tay nghề của thợ nữa đúng không em? Đúng rồi. Ồ. Quá ít luôn. Chiếc nhẫn mình mà bắt đầu thấy là nó rất là nó mới dần dần rồi các bạn ạ. Đây anh em thấy không, mặt hàng mình đi rất là nhiều chỗ rồi thì mình thấy ở đây là về cái kiểu dáng này kia thì bạc riêng một tủ và vàng là nung riêng một tủ, chỉ hai tủ thôi là các bạn đã đủ để hoa mắt rồi. Nhẫn trẻ con này, nhẫn cho trẻ em này, đấy cũng đá điếc phong thủy các kiểu nhé, hoa tai này, và nhẫn cho người lớn đây, cả nhẫn nam và nhẫn nữ, đây bốn hộp này là chuyên về nhẫn nam và nhẫn nữ, anh em thấy không? Đây anh em nhớ nhá. Vàng bạc bảo tín này, đây chuyên gia công sửa chữa đánh móng làm mới đồ trang sức vàng bạc này, nhận làm hàng theo mẫu. Ví dụ như anh em có cái mẫu nào anh em thấy ở trên mạng hoặc thấy ở nước ngoài ấy mà thấy nó đẹp và đề xuất ở đây làm đặt hàng ở đây làm cho anh em thì cũng hình như cũng ok đấy. Nhận không em? Tức là anh chỉ cần chụp kiểu dáng của cái nhẫn đấy xong anh gửi cho em là em làm được cho anh đúng không? Rồi ok. Rồi anh chủ của quán đã xác nhận với mình là anh em chỉ cần chụp cái nhẫn đấy em gửi đến đây và người thợ ở đây sẽ làm cho anh em y chang hình, không khác gì cả. À bây giờ lại không giống không lấy tiền nữa à? Tức là không mới không lấy tiền, và nếu như mà làm đánh bóng làm mới mà không mới thì không lấy tiền, mà là làm hàng theo mẫu mà không giống thì không lấy tiền. Ok, rất là chất. Nghe những cái câu đấy mình nghe chưa biết, mình chưa làm thử mình chưa biết, nhưng mà mình nghe như thế mình đã thấy sướng ở dưới rồi, mình sướng cái đau tai đó rồi. Nhưng mà ra và làm như thế nữa thì lại càng phê nữa các bạn. Ồ, đây là mặt dây chuyền bạc rất là to, mặt Phật, mặt ông đệ các kiểu các bạn nhé. Hổ đá hổ phách rất là nhiều, rất là nhiều. Ôi vòng tay đây, lắc tay này, em nhìn thấy lắc tay bạc to. Ở đây chúng ta ra xem cái nhẫn bạc của mình như thế nào rồi. Đây nó đang liên tục để cho nhẫn mình sáng bóng. Rất là đẹp nha anh em. Rồi clip giới thiệu về Bảo Tín và cách mà họ đánh một chiếc nhẫn, làm mới một chiếc nhẫn như thế nào thì mình đã giới thiệu với anh em rồi. Nếu như mà anh em nào ở Lào Cai và muốn cần một nơi để uy tín để mua vàng làm mới nhẫn này kia và đặt nhẫn theo ý thích thì anh em hãy ghé đến Bảo Tín nhé. Số 30A Cốc Lếu,
em nhớ nhá, 130A khóc lếu. Không ạ. Anh ấy vừa báo mình là sản phẩm của mình là sắp xong rồi. Đang bóng hả? Đấy, anh em thấy bóng chưa? Bắt đầu mình thấy là bắt đầu thấy bóng bóng rồi đấy nha. Nè, anh em thấy bóng loáng rồi đấy. Và anh ấy bảo mình là sắp xong luôn rồi. Thì chúng ta hãy cố gắng đợi một tí xem anh ấy hoàn tất thì sẽ bóng đến mức nào nhé. Hình như cái đấy để em đánh chi tiết đúng không? Đúng rồi. Và cái kéo nói. À. Clip này là review về cái việc công việc của đánh bóng nhẫn nha anh em nhé. Nhưng mà mình đi một số chỗ thì thật sự thì họ bảo giữ nhẫn của mình lại và không làm ngay. Thế nên mình biết chỉ có duy nhất là chỉ có bảo Tiến là làm ngay trực tiếp tại chỗ cho anh em thôi. Và anh em được chứng kiến họ làm như thế nào. Thì mình ghé ra đây tại vì ở chỗ này thì thật sự thì mình đã mua ở đây cũng rơi vào tầm khoảng 3 năm rồi. Mặc dù khá là lâu mình mới quay lại nhưng mà anh ấy vẫn nhận ra mình. Và anh ấy đã bỏ game để ra làm cho mình. Anh ấy bỏ trận liên minh để ra ngồi làm cho mình anh em ạ. Rất là quý cái điều này. Tại vì nhiều khi mình đang chơi game mà sếp mình gọi mình về công ty mình còn chả muốn về. Bỏ việc là chứ không bỏ game rồi. Ai có mình niềm đam mê. Chấp nhận để sếp mắng nhưng mà kêu sếp như xin lỗi sếp giờ không phải giờ em làm việc. Bỏ cả quán game ra làm đấy. Ra ngoài quán game ngồi mà sếp kêu về là không về. Quyết tâm không về. Sếp thích làm gì sếp làm. Cái nước này là dung dịch hóa chất riêng của bọn em đúng không? Nước rửa bát anh. À nước rửa bát thôi á. Nước rửa bát xong cho nó chảy bình á. Ờ. Ồ nó đang sùi lên rồi các bạn. Xong bỏ vào máy dung dung tiếp. Đây review cho anh em chi tiết máy móc thiết bị. Bên này làm là một bên là đang làm sáng bạc của mình, nhẫn bạc của mình, và bên này đang làm sáng với nhẫn bạc của mình. Một bước là xong. Nếu như mà anh em ở nước ngoài và anh em biết về cái quy trình làm thì anh em có thể comment bên dưới xem cho mình biết là ở nước ngoài thì họ đánh bóng có khác gì với Việt Nam không, đánh bóng những chiếc nhẫn thì họ có khác gì với Việt Nam không. Tại vì đây là cách của Việt Nam mình đánh bóng, làm mới một chiếc nhẫn cũ sau 3-4 năm sử dụng. Bước này là xong rồi. Rồi sau cái đấy nó trắng xóa luôn em. Anh ấy đã cho ngừng lại cái máy đánh bóng này rồi mà mình thấy nó trắng xóa luôn các bạn. Lấy bỏ qua là xong. Giờ em bỏ vào máy lấy màu đúng không? Lấy bỏ qua là xong anh. Anh được quay cái máy lấy màu đó không em? Được. Mình sẽ cố gắng mình chui vào đây và mình xem cái máy lấy màu
cho chiếc nhẫn này như thế nào anh em nhé. Đây, đây. Mình vẽ xin phép để được vào trong nhé. Này, đây là khu vực anh ấy lấy màu. Ồ, có điện điếc các kiểu anh em ạ. Hình như cái nước là nước vàng đúng không em? Đúng rồi, vàng này. À, nước vàng để cho vàng nó bám vào cái nhẫn để lên màu đúng không em? Vâng, đúng rồi. Chuẩn luôn. Nhanh thế á? Nó nhúng quẹt quẹt thế thôi á, anh thấy nó lên màu rồi kìa. Vàng này vàng nỏng mà. Không mới, không lấy tiền. Anh em nhớ nha, châm ngôn ở Bảo Tín 130A 130A cốc lếu. Đó là không làm đánh nhánh mới, không mới thì không lấy tiền. Gia công hàng theo mẫu, không giống không lấy tiền. Đấy. Anh em phải nhớ câu này rất là chất. Mình thích cái câu này rồi đấy. Xong rồi. Xong rồi. Còn luôn. Ôi, chiếc nhẫn của mình bây giờ nó mới không các bạn ạ. Đây cho anh em xem. Đấy, bạn thấy vàng và nó mới tinh nha. Ôi, em cho xà phòng trong đấy luôn à? Vâng, xà phòng luôn. Không dùng hóa chất, chỉ dùng xà phòng. Giờ là hoàn tất hết, xong hết rồi phải không em? Xong hết rồi. 4 cái nhẫn chỉ trong vòng 22 phút và 20 giây. Một số chỗ khác thì báo mình là để làm được 4 cái nhẫn này họ mất phải 2-3 tiếng đồng hồ và yêu cầu mình không cần ở đấy và gửi lại nhẫn. Mình không thích điều đấy mà mình muốn là xem họ làm như thế nào. Và mình quay clip lại thì chỉ có Bảo Tín mới chấp nhận điều đấy thôi. Đây, cho anh em xem. Chiếc nhẫn mình bây giờ nó gần như là mới anh em ạ. Đây. Anh em thấy không? Nó sáng bóng như thế này nè. Đây. Sấy khô quá là sao? Và hình như cái kẽm này vàng nó cây này cây bạc hay cái gì em? Cái bạc. Bạc à? Vàng nó bám vào cái cây bạc đó nó cũng vàng luôn là sao? Sấy khô cho cái nhẫn, sau đó là hoàn tất. Ok, xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ ngắm xem. Đây là nhẫn này, đá tháo ra rồi, tại vì đá nó có khả năng nếu như mà nóng nó sẽ bị nứt vỡ, nên tháo ra rồi. Ok. Ui, đẹp lắm các bạn. Đây, bóng ơi bóng này. Bóng loáng luôn các bạn. Quái chiều. Thôi không lấy tiền mà. Vậy là xong rồi. Clip review cửa hàng Vàng Bạc Bảo Tín đến đây là kết thúc. Nếu như anh em thích thì hãy like, subscribe kênh và mình sẽ làm một số clip chuyên về vàng bạc tại Lào Cai. Thì chắc khả năng sắp tới thì mình sẽ nhờ bên này mình tìm một cái mẫu và nhờ bên này làm cho mình một cái nhẫn để xem họ làm như thế nào. Thế nha, xin chào anh em. Đây. Mới tinh anh em ạ. Ui dồi. Ôi, sáng bóng anh em ạ. Ok, thank you em. Đây, ông chủ đây nha anh em nhá. Vàng Bạc Bảo Tín đây nha. Ok. Anh em nếu như mà ở Lào Cai hoặc là các nơi khác ở gần Lào Cai và muốn mua vàng bạc thì mình nghĩ nên chọn Bảo Tín, tại vì ở đây rất là nhiều mẫu mã đẹp. Nó không như một số chỗ khác thì các bạn phải có mẫu trước thì họ mới đặt, họ mới làm, chứ họ không làm nhiều mẫu sẵn như ở đây đâu. Mình thấy ở đây rất là nhiều mẫu anh em ạ.
chuyên về trang sức vàng bạc luôn. Mình thấy rất là nhiều mẫu. Ok, thank you anh em. Hẹn gặp anh em lại trong clip sau. Bye bye.